Do nhu cầu tiêu thụ rau xanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tăng cao, ngành nông nghiệp Đà Nẵng đã khuyến khích các địa phương, hợp tác xã vận động người dân tăng gia sản xuất ngay sau khi hết ngập lụt, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Vùng sản xuất rau an toàn La Hường, quận Cẩm Lệ những ngày này, không khí sản xuất đã rộn ràng trở lại. Tranh thủ với thời tiết thuận lợi, nhiều nông dân trong vùng đã làm đất và xuống giống các loại rau quả để kịp thời cung ứng cho thị trường trong dịp cuối năm. Bắt đầu làm lại thì làm trong đó là đủ loại rau. Bà con làm thì nhiều, nhưng mà riêng tôi thì mới làm hai loại rau, rau ăn lá thì ít, mà rau ăn bông thì nhiều. Thì chúng tôi cố gắng làm sao đem cái gì đó bù lại bằng cách là tăng gia sản xuất và tăng làm những cái loại rau có giá trị cao. Do thời tiết bất lợi, nhất là các đợt mưa lớn diễn ra trước đó, đã khiến một số loại rau màu của nông dân bị ảnh hưởng và thiệt hại. Để đảm bảo sản lượng rau cung ứng trên địa bàn, hợp tác xã khuyến cáo nông dân trong vùng tập trung gieo trồng các loại rau màu phù hợp, nhất là rau ăn lá ngắn ngày, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân. Đổi thời tiết là khó ăn, không đúng cả, còn chỉ rau cải, cải ngọt, với lại rau muống, theo con, với lại rau củ quả, bí, mướp. Tương tự tại vùng rau Tý Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, hợp tác xã cũng đang vận động người dân tăng gia sản xuất để bù đắp lượng tiêu thụ bị thiếu hụt trong giai đoạn này. So với trước lụt với sau lụt hiện thời điểm hiện tại là giá thành cũng đang ổn định. Nói chung là hợp tác xã bên mình là sản xuất khoảng 30 mấy loại mặt hàng, nhưng mà nói chung là lợn mua cũng tiêu thụ đều như nhau hết. Hiện tại nhu cầu tiêu dùng rau xanh tại Đà Nẵng tăng mạnh, tuy nhiên do nguồn cung tại địa phương bị hạn chế, nên việc sản xuất rau màu tại chỗ đang được khuyến khích tăng cường tại các vùng chuyên canh ở Cẩm Lệ và Hòa Vang.